Xin chào các bạn đến với kênh Tự Học Tiếng Anh ANZ. Hôm nay tôi chia sẻ các bạn một trong những cái cuốn từ điển mà online hay nhất hiện nay mà những người học tiếng Anh hay là những người dạy tiếng Anh đều phải có nó. Thì các bạn biết cách nay khoảng chừng vài tháng tôi có chia sẻ một vài cuốn clip liên quan đến những cái cuốn từ điển hay nhất ta phải có ở dạng offline. Thì các bạn biết hiện tại về những cuốn từ điển online trên mạng phát triển rất là nhiều, nhưng mà trên mạng nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta dễ truy cập những cái cuốn từ điển mà nó không có chuẩn, có những cái cuốn từ điển nó không có hay. Nhưng mà thì đây là lý do mà tôi xin chia sẻ các bạn cái clip hôm nay để mà chúng ta truy cập đúng cái từ điển mà chúng ta cần truy cập và học hỏi những cái từ vựng chính xác nhất. Đó là cuốn từ điển Oxford. Thì các bạn biết là hiện tại từ điển Oxford là một trong những cái từ điển mà chuẩn mực nhất mà cách nay cũng một vài lần tôi cũng đã giới thiệu với các bạn rồi. Bây giờ các bạn chúng ta hãy cùng nhau giờ truy cập vào cái trang web này để mà chúng ta có một cuốn từ điển online để chúng ta học mọi lúc mọi nơi. Thì trước tiên các bạn hãy vào trình duyệt và các bạn gõ cái từ khóa này, các bạn gõ tiếng Việt cũng được, từ điển Oxford online. Thì các bạn chúng ta gõ tới đây thì nó tự nó ra nó hiện lên luôn trong cái Google ta hiện lên cho các bạn. Thì các bạn chọn cái từ điển Oxford online. Nhớ là cuốn từ điển này là cuốn từ điển Anh và dùng cho các bạn có trình độ trung cấp, để các bạn thấp hơn chút xíu sơ cấp, và ở với trình độ sơ cấp trình độ A các bạn có thể xem căn bản được. Và từ điển này ở đây nó có gợi ý từ điển Oxford online Anh Việt thì các bạn đừng bấm vào, tại vì là từ điển Oxford online thì nó chỉ có Anh thôi, các bạn bấm vào. Rồi các bạn chúng ta đợi sau khi có kết quả thì các bạn thấy cái từ điển cái dòng đầu tiên là cái Oxford Learner's Dictionary by Definition Translator. Thì các bạn bấm vào cái này cho tôi. Đây, cái giao diện này cũng rất đơn giản. Rồi để cho từ điển này chạy cũng khá là nhanh. Ở cái dòng đây là cái các bạn thấy nó có cái dòng giống cái vợt đây, và cái dòng này là cái dòng để chúng ta gõ từ điển vào để mà chúng ta ra từ. Còn dưới đây là những cái từ mà lâu lâu bên từ điển bên nhà xuất bản Oxford người ta quảng cáo hoặc là người ta giới thiệu để cho các bạn chúng ta có thể ngẫu nhiên chúng ta học luôn được. Giờ để vào cái nội dung chính thì sẵn đây tôi truy cập một vài từ vựng cho các bạn xem luôn, chẳng hạn như cái từ vựng đơn giản nhất đây. Để các bạn lưu ý là cái tú của từ điển chuẩn của Oxford là lúc nào những cái từ mà các bạn thấy có hình chìa khóa thì trước đây cách đây khoảng một vài bài tôi cũng đã giới thiệu với bạn rồi, là nó những cái từ mà căn bản là cái basic đó thì lúc nào có cái từ có hình chìa khóa đây, là những cái từ này bắt buộc chúng ta phải học, tại vì nó quan trọng, tại vì nếu chúng ta không học thì chúng ta bị mất căn bản. Thì các bạn thấy là cái từ điển này nó rất là kỹ, cái nào từ khóa là có hình chìa khóa. Và riêng đây thì các bạn thấy là trước tiên nó là một danh từ và kế đó là từ khóa, và thứ ba là cái phát âm. Thì cách phát âm thì cái trong từ điển này giống như từ điển Oxford offline thì các bạn thấy là nó luôn luôn có hai cái phát âm đứng kèm. Cái phát âm xanh là phát âm của người Anh, và cái phát âm đỏ đây là các phát âm của người Mỹ. Thì sẵn đây tôi cũng cho các bạn nghe các phát âm luôn. Rain, 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 rain. Đó, đây các phạm của người Mỹ. Rain, rain. Và thấy anh dùng các âm từ này cũng tương tự nhau. Và dưới đây là những giải thích của từ điển mà tôi trước đây tôi cũng từng hướng dẫn các bạn trong những cái từ điển offline. Đây, chẳng hạn như tôi cũng dạy, sẵn đây tôi cũng giải thích cho các bạn một vài dòng để các bạn học cho sâu hơn. Chẳng hạn như đây là cái hình chìa khóa, nghĩa là nó là từ khóa, và cái chữ đây là có chữ A1 và A1 là trình độ A căn bản, cái là A1, A2 là cái chuẩn của khung châu Âu. Trước tiên nó là uncountable singular, nghĩa là cái từ này là từ không danh từ mưa, nó không có đếm được. Từ riêng này á, nó singular, nó là số ít, không có số nhiều. Nếu các bạn thì gì không đếm được, nó chắc chắn là nó không có số nhiều. Nếu các bạn viết từ riêng mà các bạn thêm chữ S cho đây thì nó bị sai văn phạm. Thì người ta giải thích đầu tiên là water that falls from the sky in the separate drops, là cái nước mà nó rơi từ trên trời bằng những cái giọt mà nó phân biệt, nghĩa là từng giọt chỉ. Và dưới đây là một vài ví dụ, chẳng hạn there will be rain in Oxford tomorrow, there will be rain in Oxford tomorrow, nghĩa là trời sẽ có mưa trên tất cả các khu vực vào ngày mai. Và ví dụ thứ hai nữa là the rain was falling more heavily now, the rain was falling more heavily now, tức là bây giờ thì trời đang mưa nặng hạt hơn. Thì dưới đây là có những ví dụ tiếp theo thì các bạn có thể học hỏi thêm. Thì tại vì không có thời gian nhiều, tôi không có hướng dẫn hết được, thì các bạn có thể khi các bạn truy cập từ điển này, các bạn có thể học hỏi thêm những cái ví dụ ra sao, nó rất là bổ ích. Rồi, trước khi kết thúc cái việc giới thiệu các bài học ngắn hôm nay, thì tôi cũng truy cập các bạn thêm một cái từ vựng nữa để các bạn xem. Đây là cái từ gọi là abandon. Abandon thì nó cũng là một cái từ khóa luôn, và cái đây là phát âm, đây các bạn nghe phát âm luôn. Abandon. 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 Abandon là cái phát âm người Anh, các bạn thấy cái âm nguyên âm A, ta phát âm cái nó nặng về chữ A hơn, các bạn nghe. Abandon. 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 Abandon nghĩa là với Mỹ, giọng của Mỹ thì cái phát âm hơi nhẹ và nó nghiêng về cái nguyên âm E hơn. Thì abandon hoặc là abandon thì nó không phải quan trọng lắm. Bây giờ các bạn hãy xem mà ta giới thiệu. Đầu tiên nó là một cái word, nó là một cái động từ. Đây. Và nó là một cái từ khóa. Và cái khung châu Âu thì nó nằm trong cái từ khóa ở B2, B2 nghĩa là cái mức gọi là chuẩn trung cấp. Sẵn đây thì tôi cũng giải thích cho các bạn một vài cái nghĩa của từ này luôn để các bạn hiểu sâu về nó. Chẳng hạn như to leave somebody, especially somebody you are responsible for with no intention of returning. Nghĩa là các bạn bỏ ai đó, mà đặc biệt những người đó mà các bạn có trách nhiệm để mà chăm sóc hoặc là quan tâm, mà chúng ta không để ý nữa và không có quan tâm họ có quay trở về hay không. Đó gọi là cái abandon, mà tiếng Việt mình gọi là bỏ rơi. Đây là cái ví dụ minh họa. Abandon somebody nghĩa là bỏ rơi ai đó. Đây là cái cấu trúc một cái động từ. Ví dụ đây là ví dụ kèm. The baby had been abandoned by his mother. The baby had been abandoned by his mother. Nghĩa là cái em bé bị bỏ rơi bởi mẹ của nó. Và ví dụ thứ hai là people often simply abandon their pets when they go abroad. People often simply abandon their pets when they go abroad. Nghĩa là người ta có xu hướng thì bỏ rơi cái thú cưng, vật cưng, vật nuôi ở nhà khi mà họ đi nước ngoài, đi du lịch ở nước ngoài. Thì đây là một cái của từ điển, như tôi đã nói là của từ điển online hay nhất mà các bạn học tiếng Anh hay là các bạn dạy tiếng Anh cần phải có là truy cập thường xuyên. Thì đến đây chương trình Tự Học Tiếng Anh ANZ kết thúc clip này. Các bạn thấy hữu ích có thể đăng ký kênh, trên kênh. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.